Thắng có lên trên thị trường Kim Long ấy, thì đây là điểm bán ở trên đại lý Minh Tuyền để giới thiệu các sản phẩm sạch, sản phẩm công nghệ sinh học cho tất cả người dân ở đây. Thì mọi người anh chị em nào mong muốn làm đại lý cũng như là mua hàng ở đây thì mọi người hãy qua ủng hộ cho đại lý Minh Tuyền nhá. Chị có cảm nhận thế nào về cái chương trình điểm bán ngày hôm nay? Hôm nay thì mọi người đến mua sản phẩm rất là nhiều và mọi người cảm nhận sản phẩm rất là tốt. Đấy, sản phẩm này thì là cái sản phẩm mà mọi người thường hay sử dụng hàng ngày nên là được đánh giá là rất là dễ bán. Cảm ơn đại lý, thì chúc đại lý là buôn may bán đắt này và kinh doanh thành công cùng với cả Vitaline nhá. Để. Mình thấy một cái mở một lên để hỗ trợ một cái chị đại lý ngay chưa ở trên đây, thì ngày đầu tiên thì mình tiết kiệm khách hàng khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi, thì khách hàng là tiếp cận sản phẩm rất là tốt và đã có hơn 20 khách hàng đã tin dùng cái bộ combo, thì mỗi người dùng 3-4 sản phẩm và tiếp cận rất là tốt. Mình cảm thấy là cái sản phẩm này vào với khách hàng rất là tiềm năng và sự đón nhận của khách hàng là rất là cao. Hôm nay cửa hàng rất là đông nhộn nhịp nhé cả nhà nhá. Bán giờ này là cũng được cũng phải tầm khoảng 30 đơn, 40 đơn rồi. Đấy, các chuẩn bị là đến giờ đón học sinh rất là đông này. Mọi người đang bắt đầu lại qua lại để mua hàng này, rất là đông. Vitaline cũng đang phủ sóng tất cả 63 tỉnh thành. Các anh chị em nào muốn làm đại lý này, làm nhà phân phối này và phát triển cái thương hiệu Vitaline này cho các sản phẩm dòng sản phẩm Bioline này, rồi Ecoline này, thì mọi người liên hệ trực tiếp với cả cái video này để chúng ta có thể làm đối tác nhé. Anh chị em cần biết thông tin gì mà mình cứ để lại thông tin thì Thắng sẽ chủ động liên hệ với mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.